Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em lại về được một cặp đồng hồ rất là đẹp đến từ thương hiệu của Seiko. Thì như anh em có thể thấy thì đây là cặp Seiko với kích thước rất là khủng và nó là dòng hoạt họa. Anh em sẽ thấy là con này nó sử dụng hai cái bộ máy riêng biệt. Thứ nhất là sử dụng cho cái hệ thống cơ xoay làm ở phía dưới và phía trên này. Cái chiếc đồng hồ thứ nhất thì anh em có thể thấy thì nó sẽ là hoạt họa của múa rối. Rồi là trên này thì có khiêu vũ, anh em có thể thấy mặt con này là mặt số học trò rất là đẹp. Toàn thân được làm bằng meca mạ vàng, size rất là lớn, kích thước của nó lên tới 41-42 phân. Rất là to, nếu mà tính về dòng úp ly thì là nó là dòng khủng luôn. Chiếc đồng hồ thứ hai này cũng của thương hiệu Citizen. Và anh em có thể thấy hoạt họa thì nó cũng tương tự, nó chỉ khác về cái phần dưới đáy này thôi. Đó. Phía trên này thì nó cũng là cái phần khiêu vũ ở cặp tình nhân. Đấy. Mặt số thì cũng giống như vậy. Hai con này thì anh em có thể thấy về cái độ đẹp thì nó rất là mới, rất là xịn sò, nó sử dụng đến hai pin, một pin dành cho máy đồng hồ, một pin dành cho hệ thống cơ xoay. Đó, rất là đẹp. Hai con này về hàng thì anh em có thể thấy là đẹp xuất sắc. Duy nhất là chỉ có cái con này. Con này về là nó bị mẻ. Thế mới tiếc. Anh em có thể thấy bao nhiêu câu đóng hàng. Tại vì những cái con hàng úp ly này này, cái đóng hàng nó rất là khó khăn. Để mang được một con mà về mà nó lành lặn thì không hề dễ. Con này về nó bị cấn vào mấy cái gì nhỉ, chai rượu hay là bị mẻ này, anh em có thể thấy. Nhưng mà nó cũng rất là nhỏ, bằng đầu ngón tay này một chút xíu. Thì khi mà anh em đặt lên trên này thì cho về phía sau thì nó cũng không ảnh hưởng. Đó. Nói chung là để chơi trưng bày cái này kia thì ok hết. Đây để em đặt lên cho anh em xem. Mình sẽ đặt lên. Đó. Thì đặt lên thì anh em sẽ nhìn nó sẽ như thế này. Nếu mà nhìn kỹ thì là nó sẽ có. Còn đâu bình thường, tại vì cái này nó màu vàng trong suốt nên là nó cũng sẽ khó để ý. Còn đâu khi mà chúng ta xoay nó về phía sau này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Đó, anh em có thể thấy nó không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì nó chỉ bằng một chút xíu thôi. Đó. Thì sẽ được bán thì nó giá nó sẽ thấp hơn. Đó. Anh em nào mà thích thì chơi cả cặp luôn cho nó đẹp. Tại vì hai cái con này cái size kích thước nó bằng nhau. Với cả rất là hiếm có những cái size mà nó lớn như thế này. Đó. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.